đón sinh nhật 1000 AB cùng kênh chat chúc mừng sinh nhật em được không ạ? Em yêu mọi người. Ủa gì vậy? Anh em tôi đâu? Đi cổng ba anh em ơi. Nhà tôi đất. Anh ba có thư nha, từ cái nhà bên quận 1. Này. Này. Cho em bắn lên người anh ba nha. Những người hồi xưa giờ đều đã lớn nhất rồi, giờ chỉ còn các em các cháu còi bóc tóc đầu nhất thôi. Má, thiếu miếng không trời. Này. Ờ, xong theo luôn anh em. Đấy. Anh hỏi sườn với anh Trung mà cút liền. Ủa 5 năm nha. À, chửi. Mày chửi. Nè. Cút. Mày chửi thì mày cút. Trận quan trọng là địa một nó sẽ chốc. Thằng nào coi từ lúc nó debut thì biết. Trận quan trọng địa một sẽ chốc rồi. Là quan trọng dữ chưa? Chu mỏ dễ thương cái gì nhà AB? 2999 theo đuổi một con ngựa thì ta hãy dành thời gian đó trồng cỏ. Sau một thời gian cỏ nhiều lúc. Anh này giận cũng kiếm ra tiền nữa hay quá trời. Ê, chủ sông nhỏ hay, Anh ba chửi tên em. Chủ sông nhỏ hay. Anh già chứ anh không có ngu nha. Cút chưa? Thả sứ giả luôn, cút anh Trung rồi. Má. Giết hết chủ sông nhỏ ơi. Thằng chủ sông nhỏ này không có tuôn. Thằng này đợt trước gặt rồi anh em. Gặt trên đang kim cương rồi không có tuôn. Người ta đánh hay khi người ta tuôn rồi. Sao? Mình phải tin đồng đội mình chứ. Theo ABM này trực diễn luôn. Dạ, sao tôi đứng trước mặt tôi trưởng vậy ta? Mẹ sao? Từ 2 năm trước gần 31 tiếng có thể Ava coi dùng e nha. AB xin quýt của Phúc AB ta xem đúng ta à, Phúc buồn lắm. Không có Phúc ơi. Má nó mạnh dữ vậy. Ủa gì vậy? Đêm nay ánh trăng ngập ngời, giường em có. Anh em tôi đâu? Anh em tôi đâu? Đi cổng ba anh em ơi. Ban CMN. Tôi thấy anh em tôi đứng ở đây rồi.
À dạ. Tóc biến được luôn hay vậy? Tóc biến được pha đó hay vậy? Rồi luôn anh em ơi. Luôn anh em ơi. Né cái đúp đó anh em ơi. Né đúp đó, né đúp, né đúp, né đúp. Chạy anh em ơi, chạy anh em ơi, chạy anh em ơi, chạy. Dạ, chết hết luôn hả? Ai da, team tôi mới chết hết luôn hả? Ủa? Dam thì nhiều mà dam gây không bao nhiêu. Có cái L. Chọn mấy quán nhà giàu hay ghé. Xong chưa một người để vào. Có biệt thự này. Lên mana với lại đồng hồ cát. Nít tối lính. Nít đứng xem. Nít chay chút. Nít tê lê chút. Sẵn anh giới thiệu biệt thự cho người ta đi. Em nhắc lại lần nữa A Trung cho bỏ tiền tiếp cận máy tính sớm. 2K7, 2K8 xây nhà cho ông bà già thứ 3. Thịt gà thắp hương cho các cụ để tối các cụ về nhất. Nãy giờ! Số là có biệt thự nha em. Nãy giờ! Cản thằng Gagat một góc của mình đó là tôi cản Gagat một góc bên đó luôn, anh em không khen một tiếng nào. Cản một góc bên đó anh em không khen một tiếng nào. Anh ba ơi, hôm nay sinh nhật em tự thưởng cho mình một buổi phó đà được cô ạ? À? Dạ được. Report thôi. S gây lòi L. Tôi biết là S tôi xanh cho nên là tôi sẽ đánh như thế nào đó để cho S tôi không bị tác động. Thì cái tác động của S tôi là bây giờ là chỉ còn con Gagat thôi, con thờ đá chết rồi. Thì chỉ còn con Gagat thôi, tôi sợ nó e tóc biến vô S tôi. Cho nên tôi ôm nó, tôi kéo thời gian nó, tôi làm mọi thứ cho nó. Chimer giả mù trước phần mềm thứ 3. Cảm ơn Nam Nguyễn.